49 rồi chị. 50. Dạ. Vũ chờ lâu quá Vũ. Không, em ok mà. Em chờ quen rồi. Sao chị chờ cả ngày cũng thấy bình thường đúng không Vũ? Chứ bây giờ qua đây được ưu tiên đâu. Tính ra họ nói cái quen thì chăm chút mà đây cái quen thôi. Quen quá, cái gì gọi chứ chưa thấy cảnh mà qua nằm vài tiếng hồ đi về. Chị ơi, à Vũ ơi, cái gì gọi là quen nhưng mà quen quá mà khác cái quen. Khách khác. Là em rảnh không mà em không em dọc nữa. Nếu mà em bận em không sao rồi. Không, em bận em về nhé. Sắp tới cho em làm cho ba. Làm đâu? Em làm booking. Quản lý ba. Mà chưa đàm phán nữa, họ mới nhảy, họ mới mời nhảy thôi. Mời nhảy là đang em. Do em chưa về nè, em còn trên núi, họ nhớ tin họ gọi, họ cũng mới nhảy là muốn em về làm. Kêu đợi em về rồi em. Em còn trên núi. Vũ biết chỗ mô mà thay đồ mà cho nhẹ nhàng mà được được không? Chị định ngày nó thay cho mang kiểu chị thiếu á, mày kia luôn đồ thuê thì cho khỏe đồ thì nhiều mấy cái đồ nữa mua ăn. Nhưng mà ý là chị mang có lần á, mình nghĩ rằng đồ ta mà ta mang lại mình mua phí, với lại là kiểu ăn rườm rà rắc rối là chị mang có lần thôi, ví dụ đó. Không mà cũng đơn giản nhẹ nhàng cho bay nhảy không khỏe. Chị màu kem hoặc là màu trắng. Mang cái bộ như kiểu như cái bộ trắng gì chắc có kìa cũng ok á, sẵn ngày nó khai trương là giống là cũng như đã sinh nhật luôn đó chứ chị nữa. Ngày nó cũng sinh nhật không mà thì coi như là mình đang đã sinh nhật đi, lấy maxi trắng có cái đầm trắng, đầm trắng cho đầm trắng chữ trắng cung ngực nhẹ nhàng thôi, đừng có bóp bóp luôn. Nhưng mà em biết chỗ mua không? Đồ đồ cái nó không mua chứ không biết ai thuê không thì đi mua không được mà không biết mua chỗ mua thì cúp được nè, với lại cái chân váy liền với chân tới cái đùi vô là được rồi, xòe ra chứ không có bó ở phần dưới, mang cái nịt bụng vô là sẽ đẹp cái eo đủ như rồng luôn. Alo, chị Loan có ở bên nhà không? Chị có ở bên Hoàng Diệu em. Bên Hoàng Diệu hả? Ừ. Ủa mà
mở cửa rồi hả chị? Em tưởng mùng 1 tháng 6 có thể trưa mà. Ờ nhưng mà chị mở chị làm trước rồi. Ờ thế chị em qua số mấy chị này? 356 trên 38 Hoàng Diệu em. 356 trên 38. Đúng rồi, đúng rồi. Ok chị em qua. Ok. Bữa nay thứ mấy, thứ năm. Dạ luôn ạ. Bữa hôm thứ hai luôn rồi. Thôi giờ xin đọc ai hả? Chủ của bạn nào ạ? Thứ ba đúng không? À vâng vâng ạ. Thứ tư. À vâng vâng ạ. Có 31. Ờ à, giờ tầm nửa tiếng nữa mình qua nhé. Chưa. Là chị đó. Đi chợ chó về. Em đưa nó đi tắm với lại cắt móng chân dài cả mét rồi. Ê cái bà chó nó đó à. Nuôi cũng lâu thì. Dạ, đau mập như heo. Bà nói là hầu em mua là hầu nói là ngựa mẫu ảnh đồ bập thân buồn buồn đồ kiểu đó luôn chó nó vui thú chợ đi chơi đồ lại đi khè mà... đi khè gái không kiểu như thích, kiểu thích một mình thôi dẫn đi rồi chả được vài lần như ngáo thứ chi rồi sao thì ai nuôi trừ ba mẹ nuôi cho em đi thiệt giống mày sao này mà hắn có con nữa đó kêu nữa đó đưa cho ông bà không mục tiêu bây giờ làm giàu nếu mà có con phải không mục tiêu là làm giàu không vợ không con không yêu. À, Vũ sao nên giàu nhớ chị nha Vũ. Đang giàu vợ ơi. Tử bi kêu rồi vài năm nữa thôi. Giờ đáng đợi đi. Ta nhìn tướng mi thì thấy cũng giàu đó mà không biết ra. Ta đáng vài năm nữa thôi. Giàu nợ. Giàu nợ giống gì lo. Đang kiểu như thuốc phòng ba mẹ kiểu. Vì cái mà em hướng tới là đang gọi là sếp và ti á. Ngành này like không? Là cần cái gọi là cái gọi là cái vẻ bề ngoài á khổ đó. Kiểu giống như mà giám đốc mà mày phải bún bánh không mà đi riêng được nữa à. Thì nghề đó là nghề kiểu như cần ngoại hình cần kiếp bề nổi cần vẻ bề ngoài dạ ngoại hình đồ hay là giờ như hồi trước giờ em diễn được mà thấy em diễn được mà ba kiểu rồi có mời về kia làm một lấy mà trước giờ kiểu như nghỉ chưa có vô không được tự tin vô vào đêm không không được từ bên kia cũng đang mở hết trời ra để coi dưới nè Sơn Trà Mây Na đó hầu đó cũng kêu em về đó mà chôn chân em quá em thích chỗ nào cũng phải cần phải làm thấy đó bộ nè chắc được rồi hả tìm ra rồi ta có bấm bốt được.